mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Trần Tiểu Vy bật khóc nức nở với màn Final Word kết thúc nhiệm kỳ thành công rực rỡ. Vào tối ngày 20 tháng 11, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã diễn ra với chiến thắng chung cuộc thuộc về người đẹp Đỗ Thị Hà. Khép lại hành trình 2 năm đương nhiệm thành công rực rỡ, Trần Tiểu Vy đã có màn sải bước Final Word ấn tượng và nhiều cảm xúc. Trước màn trao vương miện cho người đẹp kế nhiệm, Tiểu Vy xuất hiện rạng rỡ và nổi bật trong thiết kế váy dạ hội lộng lẫy cùng với vương miện 3 tỷ đồng. Vào thời khắc chia tay nhiệm kỳ, Tiểu Vy sải bước đầy tự tin và xúc động nhìn lại chặng đường đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam với nhiều chương trình và dự án đã thực hiện vì cộng đồng. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 18 tuổi với nhan sắc rạng ngời, Tiểu Vy tuy thiếu sót về khả năng ứng xử, còn ngây ngô, nhưng với chặng đường 2 năm đương nhiệm, chính trọng trách Hoa hậu và sức nặng của vương miện đã tạo nên một Tiểu Vy trưởng thành và bản lĩnh. Nhìn lại hành trình 2 năm đương nhiệm với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, Trần Tiểu Vy chứng minh được rằng chiếc vương miện cao quý mà cô nắm giữ suốt nhiệm kỳ vừa qua là hoàn toàn xứng đáng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.